Chào mọi người, mình Trung, kênh cần câu Nhật Bản nha mọi người. Hôm nay đây, mình sẽ qua những cái cần này đây, cho mọi người lựa chọn mua nhé. Đấy. Cần máy có, cần tay có, cần phíp có, cần carbon có nha mọi người, đủ mọi chủng loại. Hôm nay là dạng thập cẩm đây. Trước tiên mình qua trước cây này. Đây là cây cần cần tay nha mọi người. Đây. Cần tay dài 4,5 m, thu vào là còn 84 cm. Đường kính của cái đầu đỉnh là 1,1 ly. Cân nặng của nó là 200 g. Đây mọi người. Olympic, cần Olympic nhé. Cần tay Olympic. Đoạn này giống như kiểu bị đứt một tí, giống như kiểu bị đứt một tí. Nó bị tóc tóc sơn rồi. Chỗ cái lóng là lóng cái máy thôi. 1, 2, 3, 4. Cái lóng thứ tư này, chỗ này coi thử. Này như chỗ này nó bị nứt nha mọi người, lóng thứ tư chỗ này nó bị nứt này, nó bị nứt, nứt đấy thì về đơn giản mọi người xử lý là quấn dây cước hoặc dây nhựa vào đấy, xong mọi người đổ keo vào, rồi nó cứng ngắt lại, đấy mọi người, mình quay vô quay xuống. Cần tay Olympic, cần tay Olympic dài 4,5 m, thu vào ngắn nhất là 84 cm, đường kính độc đỉnh của nó là 1,1 ly, cân nặng là 200 g, giá của nó chỉ có 200.000 thôi. Đấy. Và nó bị nứt chỗ cái đoạn lúc nãy mình chỉ nhé, số 1 200, số 1 200 nha mọi người. Tiếp theo cái cần số 2 là cái cần này. Cần này thì nó bị mắc cái nút xù ở dưới này rồi, mắc cái nút xù ở dưới này rồi. Người về chế miếng xù vào đây. Đấy, chế miếng xù dán vào đây để chọn thành là cái đế nhá. Đấy. Đấy, còn cái bằng nhựa nhưng mà cái đế xù dưới này thì nó mắc rồi. Đấy. Cần này dài 5,3 m, thu vào ngắn nhất của nó là 89 cm nhé. Đường kính độc đỉnh của nó là 0,9 ly, cân nặng của nó là 360 g. Đấy. Mát hết 5. Cần này này, cần này mình thấy là cần cước trong đây. Cần cước trong luôn nha mọi người. Đây cái bá đạo. Cần này, lấy ống cần cước trong mà đang lại cái đọt này ta bị thay đọt rồi sao mọi người, một là thay đọt, hai là người ta chế cái chỗ cước trong này nhé. Ngoại hình thì cũng qua cho mọi người thôi, còn cái cần này thì theo như mình thấy là chắc chắn là bị chế lại rồi.
đấy, chắc chắn bây giờ là được chế lại rồi. Với càng này đó. Đó. Giờ cái càng này chỉ làm càng tay thôi nha mọi người, đấy càng tay thôi. Đấy. Chế cái lỗ đấy, như cái lỗ cất trong này làm gì nữa, càng này đúng rồi, đó là càng tay đúng không? Lỗ này không phải lỗ cước trong mọi người, lỗ này hình như để móc, lỗ này để móc cái lưỡi vào đây ấy. Không phải cước trong đâu. Và chế cần tay trợ máy nhé. Rồi, vậy là mình đã quay xong cái ngoài cái cần cho mọi người coi nhé. Mọi người cố gắng coi thật kỹ. Đấy, coi thật kỹ để tránh bị nhầm lẫn và thiếu sót cho mọi người. Này số 2. Cái này bán 200. Số 2 200. Tiếp theo số 3. Số 3 cũng là cây cần tay dài 4 mét, thu vào ngắn nhất là 1 mét. Đường kính độc đỉnh là 1,6 ly, cân nặng của nó là 180 g. Đây, giá tiền 100 nghìn. Đây, cái cần này cái gần NFT. 4 máy chà, mà trong những cái 4 máy sử chắc là bị chế rồi. Đấy, chắc là bị chế rồi nha mọi người. Chế rồi. Đấy, giá 100 thì chắc chắn có chế rồi. Thế mà không bị gãy chỗ này này, không bị gãy đoạn này, người ta cắt cho người ta nối vào này, người ta xỏ vào trong người ta nối đây à, chỗ này á mọi người về mọi người quấn dây nhờ khoảng đoạn từ đây này đến đây này, xong rồi mọi người nhỏ keo lại là nó cứng ngắc à. Đấy, cứng ngắc nha mọi người. Cái cần này lỗi chỉ có lỗi chỗ gãy đó, người ta chế lại thôi. Đây là cái cần số 3. Số 3 100 nghìn. Tiếp theo cái cần thứ 4. Cái cần dài 1m6 này, thu gần ngắn nhất là 89cm này, đường kính độc đỉnh là 2 ly này, cân nặng là 180g này. Đây, cần là cần 2 đoạn, mình khỏi tháo ra một quay như thế này cho mọi người coi luôn nhé. Đấy. Đây. Cái khoan này, mọi người về tháo hết cái nhựa ra, cột lại nhựa cho nó đẹp nha mọi người. Đấy. Khoan này vẫn còn nguyên, mọi người chỉ có bị bung như thế này thì về mình cột lại thôi. Đấy. Nó vẫn còn nguyên. Đấy, khoan là khoan kim loại luôn. Đấy. Đấy. Cần này thì chất liệu là bằng nhựa tổng hợp nha mọi người, nhựa tổng hợp siêu bền. Đấy. Siêu bền, siêu nhẹ. Đấy. Là bu này. Trên đầu bu nữa, còn gắn cái này để cho cá ăn còn nghe kêu nữa. Đấy, cần hai đoạn nha mọi người. Rồi, như giá mọi người đã thấy đây, 130, cần số 4. 130. Đấy. Tiếp theo, cần số 5. Số 5 là một cây cần tay nha mọi người. Dài 4,4 m, thu vào ngắn nhất của nó là 99cm, đường kính độc đỉnh của nó 0,7 ly.
cân nặng là 140 gram. Đấy. Tay gỗ đây. Tay nha mọi người. Đấy. Vừa quay xong hết cái ngoại hình vừa gần để cho mọi người xem đấy. Cái cần tay, đấy, thông số của nó. Số 5. Giá 180. 180 nha mọi người. Tiếp theo đây, càng này càng máy Olympic đây. Máy hay tay đỡ máy này để tiếp to thì càng này dài 3m6, thu vào ngắn nhất của nó là 85 cm, đường kính đọc đỉnh của nó là 1,1 ly, cân nặng là 180 gram. FX5 càng Olympic. Tiền 108 rồi. 108 cho bị gãy cái đoạn độc rồi. Đây, đúng rồi. Bị gãy đoạn độc rồi, cần lại cần tay trợ máy đây. Cần tay trợ máy. Okay, mọi người. Đấy, mình vừa quay hết cái cần này cho mọi người đấy. Tại vì cái cần này là đúng ra của nó là dài 3m8 nhưng mà nó bị gãy cái đoạn độc, thành ra nó đo lại nó còn có 3m6 thôi nha mọi người. 3m6. Gãy cái đoạn độc đỉnh một đoạn nhé. Đấy. Đây là số 6. Sao 180. Tiếp theo là cần số 7. Đây. Số 7. Này. Dài như ta. Dài 2m9 nha mọi người, 2m9. 2m9 ba mấy chị đấy. Thu vào ngắn nhất của nó là 1m08, cân nặng của nó là 200 gram, đường kính đọc đỉnh của nó là 2,1 ly. Đấy. Hot Fuji FS6 nha mọi người. Nó này vẫn còn đá nha mọi người, đang vẫn còn đá.
Nãy giờ cần mình đoán đều chất liệu là phíp, chỉ có một cái cần số 4 là vừa tổng hợp nha mọi người. Cần số 7. Số 7 giá 450.000 nha mọi người. Số 7 450.000. Còn này nước sơn cũng còn khá là được, đầy đủ đồ. Tiếp theo là cây cần này, đây là cần tay nha mọi người, cần tay dài 3m3, thu vào ngắn nhất của nó là 98cm, đường kính nó đỉnh của nó là đường kính đọc đỉnh này. Đây. Đây. Đây này. Cái này còn cái đọt để mình đo thử, do bữa trước lái không ra cái được cái đọt này, tưởng là nó mắc đọt nha mọi người, để mình đo lại cái đọt này thôi. Cái này là 0,7 ly nha mọi người. 0,7 ly. Mình đo lại xem cái cần này nó dài bao nhiêu. Hồi bữa trước chắc mở không ra nên thành ra là lái không ra thì cái đọt, thành ra là tưởng nhầm là nó bị gãy đọt rồi. Cần này dài 4m1 nha mọi người. Cần này dài 4m1, để mình sửa lại. Đây. Cần này dài 4m1 này. Thu vào ngắn nhất này. Rồi. 0,7 ly này. Đấy. Giá này thì đây. Đây. Cái cần này dài 4m1 này, thu vào ngắn nhất của nó là 0,98m này, là 98cm này, đường kính đọc đỉnh của nó là 0,7 ly này, cần nặng của nó 140g, giá là 200.000 mọi người. Đây. Đây. Chỗ này không phải là bị nứt bể gì đâu nha mọi người. Họ quấn lúc xưa họ quấn nhựa. Quấn nhựa xong quấn keo cầm cho nó đầm, nó ma sát cái tay nó đỡ trơn, mồ hôi ra đỡ trơn tay nha mọi người. Đây. Đấy. Không có phải bị nứt vỡ gì quấn keo đâu. Đấy. Đấy, nãy mình vươn ra, giờ mình thu lại cho mọi người nhìn đi. Tróc sơn thôi nha mọi người, tróc sơn thôi. Đấy.
gia công thêm keo rồi cho nó chắc. Tóc sơn coi. Nó mắc cái sợi dây này trong cái lóng đó, nên thành ra là không lái ra được cái đọt, mà tưởng đâu là không có đọt nha mọi người. Cây là cây số 8 rồi coi. Số 8 giá 200 nha mọi người. Số 8 200. Tiếp theo cái số 9 là cái cần hai đoạn, thấy mọi người, cần hai đoạn phèn của nó này, chỗ này nó bị tục còn nhỡ ra người ta cọc lại này. Đây, phèn kim loại nha mọi người, phèn kim loại, phèn còn nguyên hết đầy đủ. Đấy, double này. Cái cần này dài 1m6, thu và ngắn nhất của nó là 85cm, đường kính độc đỉnh của nó là 2,4 ly, cân nặng của nó là 140g. Số 9 150.000, 150.000 nha mọi người. Tiếp theo số 10 là cái cần Olympic này, Olympic cần to cho bá, dài 5m3, thu vào ngắn nhất của nó là 1m27, đường kính độc đỉnh của nó là 2,8 ly, cân nặng là 720g. Đây, bát vặn của nó này. Này, Olympic nha mọi người. Chất liệu là phíp nha mọi người. Đấy. Phần này thì dàn phan nó mắc hết rồi. Đấy. Phan nó mắc hết rồi. Đấy, nên mọi người về lắp dàn phan luôn nhé. Ok, dài. Cây cần số 10, cần này 400 nha mọi người. Số 10 400. Tiếp theo đây là cây cần tiếp theo đây là cái cần carbon, cần carbon này. Đấy, cần 3 đoạn, cần carbon 3 đoạn nha mọi người. Để cho mọi người coi từng đoạn luôn đi. Cái này cái... không biết mọi người có đọc chữ Nhật thì cái tên này, cái tên này là của cái hãng gì. Đấy, đây này của cái hãng gì nhưng mà hiện nay thì mình không thấy. Đây, không thấy tay. Nhưng mà đồ này đồ hiệu là chắc cú rồi đó. Đồ như đồ nội địa Nhật. Nội địa Nhật. Nên nó ghi toàn chữ Nhật thôi, không ghi tiếng Anh rồi đây nên chịu chết chứ. Đây. Cần này cần cần cước trong carbon, cần carbon cước trong nha mọi người. 3 đoạn, ghép vào của nó là được 3m6 này.
mở ra hết cho là thu là được 1m25 này. Đường kính của cái độc đỉnh của nó là 2,5 ly này. Cân nặng của nó là 340 g này. Đấy. Phát vặn Fuji này. Đấy. Carbon này ha. Đây. Sáu cước vào trong đường này. Đây. Đi theo này. Đấy, xong nấu cái này vào đây. Không gian nhà nó hẹp quá này, mình rút ra mình qua từng đoạn cho mọi người nhé. Đấy. Mình chỉ qua ngoài thôi chứ còn cước thì nó chạy trong ống rồi. Cước nó chạy trong ống rồi cho mọi người. Đây, cần cước trong là cước chạy trong ống, không phải chạy ở phan ở bên ngoài. Nó rất là gọn nha mọi người. Đấy. Đây, chạy trong ống đi. Tiếp tục vào và đây, nấu tiếp vào trong cái ống này nè. Thấy không? Đó, nấu vào trong này. Đấy. Đấy, còn hình nước sơn còn bóng đẹp luôn mọi người. Xong rồi cước nó ra đầu này, đấy, nó ra đầu này, này. Còn đá luôn nha mọi người. Đấy, nó ra ngoài đấy, cước nó ra đấy, đút ra ngoài này, chạy ra này, cao thẳng luôn đây. Đấy. Giá tiền như mọi người đã thấy đây đó, cái cần này cần số 11. Căn này bán 1 triệu nha mọi người. 11 1 triệu. 11 1 triệu nha mọi người. Số 11, 1 triệu. Tiếp theo qua cần số 12. Cái cần này cũng cước trong luôn. Cái cần này cước trong. Cần đây qua cước trong. Nhưng mà cần này là cần rút nha mọi người. Cần rút không phải cần từng đoạn. Đấy. Giá của nó là 850.000 này. Đấy. Cân nặng của nó là 280 g. Chiều dài của nó là 3m1. Thu vàng ngắn nhất của nó là 1m1, đường kính độc đỉnh của nó là 2,8 ly. Đấy. Đây, đây qua Made in Korea. Đấy. Đấy. Bát Fuji nhé. Trong và đi vào đường này đấy, đi vào đi xéo xuống đây vào trong ống nha mọi người. Đấy, mở tiếp này đây, nắp này đại hơn nắp đây. Đấy nha mọi người, đây này đó, đại chưa, cần cước trong thì rất là thích mọi người, gọn nè. Đấy. Cước trong này nó có 3 lóng thôi, 3 lóng nha mọi người. Đấy, rồi, mình đã qua hết cái ngoại hình của cái cần này cho mọi người coi rồi đấy. Cây này cây số 12. 12. 850.000 nha mọi người. 12, 850.000. Yeah.
số 13. Đây. Số 13 là cái cần Shimano. Dài 4,5 m, thu vào ngắn nhất là 1,03 m. Cân nặng là 200 g, đường kính đột đỉnh là 1,7 ly. Đấy. Cần này cần máy nha. Cần carbon luôn nha mọi người. Đấy. Từ cái cần số 11 trở đi là đều là cần carbon nha mọi người. Đây, bát Fuji này. Made in Indonesia. Đấy. Carbon này, thấy chưa? Shimano carbon. Đây. Phang của nó này. Đấy, lật cho mọi người coi từng cái phang luôn. Thằng này chỗ này nó bị đứt nè mọi người, bên một lá thép này nó đứt xíu chỗ này. Đấy. Cái này về mọi người dán keo là được rồi. Đây. Phang cuối cùng. Đấy, rồi ok. Mình kéo lên đường lóng cho mọi người nói nhé. Carbon. Cần Shimano carbon. Đó lại này. Dài 4,5 m. Cần này cần số 13. Cái cần này 700 nha mọi người. 700. Tiếp theo lại cần này đi. Đấy. Cần Ryobi nha mọi người, Ryobi. Cần carbon Ryobi nha mọi người. Dài 3,3 m, thu vào ngắn nhất là 74 cm, đường kính đột đỉnh là 0,9 ly, cân nặng là 140 g. Đấy. Cần carbon nha mọi người. Đấy. Này, bát Fuji FS6. Đây. Tên rồi này. Coi dòng khoan của nó đi. Ồ, cái này như cái này bị gãy cái đầu bu nha mọi người, bị gãy mất cái khoan đầu bu rồi, mất khoan đầu bu nha mọi người. Với lại chắc nó rớt một hai cái khoan đoạn trung gian chỗ này nữa, gãy đầu bu thì nó tụt luôn. Đấy, mọi người về gắn thêm cái đấy vào. Đấy. Giá thì mình đã tính tiền trừ cái đấy ra rồi nha. Cần carbon nha mọi người. Đấy. Rồi. Cần này ngon ghê, chỉ có bị nhược điểm một cái điểm là mất cái đầu bu với một hai cái khoang đào thôi.
giá 450.000 cho mọi người. Còn là con số 14. Carbon Realme giá 450.000, lại 33. Tiếp theo là cây như này. Carbon. Cái này mấy cây quanh của thằng nào đây ta? Suzumi à, mình có thử. Đây. Đây qua mọi người. Cần carbon. Đây qua. Cần 3 khúc nha mọi người. Cần 3 đoạn đấy, 3 đoạn. Mình qua cái đoạn gốc cho mọi người trước. Này, cần này dài 3,5 m, thu vào ngắn nhất của nó là 1m24, đường kính độc đỉnh của nó là 2 ly. Đấy. Cân nặng của nó là 340 g. Đấy. Đây qua carbon. Máy in Taiwan nha mọi người, Taiwan xuất Nhật đấy. À, mình làm bãi Nhật tất cả. Cước trong là cước đi vào trong lỗ này, đi vào trong ống của cái này nha mọi người, đi vào trong ống đây. Đấy. Đó đây, xong rồi nấu cái đoạn này vào. Đấy, nấu cái đoạn này vào. Đấy, đoạn đi tiếp trong ống này vào nha mọi người. Đấy. Xài từng cái mọi người nó. Cước trong thì nhìn chung là mình chỉ coi ngoại hình nước sơn thôi, chứ còn về chưa nó đây cái này xước nhưng mà bị xước xíu này, này hơi rỉ rỉ tí thôi này, hơi oxy hóa một tí này. Xong rồi cái này. Cần cước trong thì không phải như cần đi cước ngoài là có phan, cần cước trong thì cước nó đi phía trong rồi nên phía ngoài là trơn thôi, đâu có gì đó. Đoạn đọt của nó này. Đọt trên đỉnh của nó đây, đá còn nguyên, cước ra hai cái lỗ đó luôn. Nha. Cần này thấy, mọi người đã thấy rồi. Đây. Cần này cần số 14 rồi. Nó số 15. 15 1 triệu nha mọi người. 15. Giá 1 triệu. 5 1 triệu. Số 16. Này, cần số 16 cũng cần carbon.
cước trong. Thằng này của Shimano nha mọi người, càng carbon cước trong Shimano 3 đoạn nha mọi người, càng 3 đoạn. Đây mình cho mọi người coi đoạn gốc. Đây, càng này dài 3 mét, thu gò ngắn nhất của nó là 1m06, đường kính độc đỉnh của nó là 2,9 ly, cân nặng của nó là 280 g. Đấy, giá tiền của nó 900 nghìn. Shimano Fuji. Đấy. Đấy, này dính keo thôi nha mọi người, keo về mọi người vệ sinh đi thôi. Đồ bãi mà, đồ bãi tốt nhất mọi người mua đồ bãi thì về thì tốt nhất là nên vệ sinh lại cho nó sạch sẽ. Đấy. Có nhiều lúc nó còn dính hạt cát rồi và nó sẽ xước cần. Đấy. Cước trong thì mọi người biết rồi, coi bên ngoài coi cái nước sơn rồi thôi chứ chả có gì để coi cả, nó trơn tục như cái thằng tay như thế này mà. Đấy, tiếp theo đoạn đầu của nó này. Đoạn đầu của nó này mọi người, đá bằng còng nguyên nhé mọi người. Đấy, cần cướp trong, cướp chạy bên trong cái cần luôn. Dài 3 mét. Carbon Shimano dài 3 mét 3 khúc 3 đoạn 3 khúc thế này này, cước trong này giá 900 nha mọi người. Này số 16 16 900 nhập xong rồi. Quay nhánh hay tao nhập luôn. 43 phút rồi đây. Này. Này, tiếp theo là cần carbon đai qua 3 khúc luôn nha mọi người. Cần carbon đai qua 3 khúc. Này thì không thể nói. Phải cần này không phải carbon mọi người, cần cần này là cần carbon nhưng mà không phải là Daiwa, nó là NFT nha mọi người, nội địa Nhật cũng nổi tiếng đó mọi người. NFT, NFT thì nó nổi tiếng nội địa là chủ yếu à, còn Daiwa thì nó thương hiệu lớn rồi. Đấy, NFT rất là nổi tiếng nha mọi người. Này nó bị dơ này. Đấy, dính keo dính gì đây, nó dơ quá. Bát Fuji này, nha, bát Fuji, hát vặn. Ngày ba khúc cước ngoài, carbon nha mọi người, carbon. Cái đào này á, nó luôn cái phần kim loại này á, nó bị này rồi coi, nó bị hoang dỉ rồi nó bung ra nhiều người, chứ còn đào thì mình thấy nó không có nứt nè, đào không có nứt này. Đấy, đấy, đào không nứt nha mọi người, chỉ có cái đào kim loại này nó dỉ, nó hoang dỉ như thế này, nó căng nó tức cái kìa. Lúc mà người ta
làm là người ta bó ép như thế này vào, nó rỉ ra thì nó căng, nó tức, nó bứt ra thôi, chứ còn ống thì nó không có bị nứt. Đấy, mọi người muốn làm lại cái này thì uốn cước nhỏ keo cứng ngắc à. Đấy, xong chúng mình coi cái đoạn thứ hai nhé. Đoạn thứ hai này bom nhìn sẵn mà nhìn đã lắm rồi. Khoan này, khoan còn đá đồ nguyên nhau rồi. Đấy, chân về đấy, khoan còn đá này, chân thì hơi hang đấy, không làm biết là cái phần đá này nó còn đá thì nó có trượt cước không bị ăn cước nhau rồi. Đấy, còn đá này, cái này mọi người về vệ sinh đi thôi. Đấy, cái đoạn đọt này đấy, còn đá y nguyên luôn rồi. Cái cần này á là ba cái khoan đào, ba cái khoan sát tay với lại cái đầu bu thì còn nguyên, nhưng mà người ta tháo ra thì người ta hai ba cái khoan này sao ba cái khoan đào thì nhìn nó khác nhau rồi. Đấy, nhìn nó khác khác so với những cái khoan khác, nhưng mà thay toàn cái khoan xịn không mọi người. Khoan này rất là xịn nhé. Đấy, khoan xịn. Thì thay khoan thôi chứ nó không có ảnh hưởng gì nhau rồi. Đấy, khoan mà người ta đã quấn nhựa xong, người ta đổ keo rất là cứng rồi. À, người ta đổ keo mà nó lem lên đây luôn này. Đấy, mọi người vệ sinh nè. Đấy, thấy chưa, lem keo lên là thải là nó ra. Căn này căn số 17. Số 17. 900 nha mọi người. Dài 3m3, thua vào ngắn nhất là 1m16. Đường kính độc đỉnh là 2,5 ly, cân nặng là 280 g. Đấy, giá 900.000. Số 17. Giá 900. Loại 900 nha mọi người. Số 18 không phải là cây cần nha mọi người. Cây số 18 không phải là cây cần. Nó là cái cây cây để gắn đầu vợt hoặc là đầu móc nha mọi người. Đấy, đầu móc để khi mọi người kéo cá hoặc là vợt cá lên. Cái này hiện tại nó đang là 4m, đúng rồi, nó là ống này là 4m, tại vì mình gắn thêm được cái đầu vợt, gắn thêm được cái đầu vợt hoặc đầu móc vào nữa là nó sẽ ra được thành 4m rưỡi nha mọi người. Đấy, có đầu vợt của đầu móc nữa thì sẽ ra được 4m rưỡi. Đấy, thu vào của nó là 1m11 này, cân nặng của nó là 360 g này, còn cái chỗ đầu to phía trên cùng á của nó tới 15 ly là đấy, có dây đeo đồ để gắn cái đầu mình vật cá lên, vớt cá lên là đầu móc móc con cá nha mọi người. Đấy, cái đầu của nó vặn ray để cái vặn cái đầu vật vào. Đấy,
4 mét nha mọi người. Dạ 4 mét. Đây là cái số 18. 18 nha mọi người. 18. 600 nghìn. 18 600 nghìn. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ cho mình số điện thoại bán hàng là 0786 55 55 99. Mình ở Đà Nẵng nha mọi người.